Em này đi. Hello, xin chào tất cả các anh em. Quá dư của tôi một lần nữa đang xem cái video clip này. Và ai không xem là không giữ. Đúng anh em, đúng. Anh em đúng, anh em cho một like thì hôm nay mình sẽ chơi thử Rene Tông mà full sát lực thu thập hắc ám nha nè. Dữ anh em. Trời ơi, tê. Ôi, tập bập bập luôn. Ôi, đúng tê luôn thề. Ôi, bao tê luôn, tao hứa luôn. Ôi, má đấm một phát. Bập 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 mà. Ôi, vẫn giết được, ngon ngon rồi, ngon rồi. Mà có hồn nó mới bập bập được. Không có hồn nữa, không bập bập. Đó, đó, ôi, nửa cây. Cây em ơi. Rồi, xếp tiền, xếp tiền. Mới hút hồn xong bụp 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 bụp. Nani? Hồn quá vừa kịp. Đó, bụp bụp đổ phê phê phê. Đây à. Nope. Duyệt rồi nhá, tông sắc lực. Bỏ dữ anh em. Nè bụng nè bụng nè. Đó nửa cây chứ nhiêu. Thôi ôi phê phê. Tiêu luôn. Hi cái. Hi cái. Chắc lịch sự. Trời ơi, mất tiêu luôn anh em. Trời ơi, cây máu nó giật mất tiêu luôn, thề. Nó giật không thấy cây máu, thằng rắc còn bao nhiêu luôn.
Đó, đây này không? Đấy, thằng Z đó, này không? Thấy cái cây máu của Z không? Bắt một cái mất tiêu luôn, mất tiêu cây máu luôn. Nè, thì ít một đúp là mất tiêu. Legendary. Liều cái mất xác ông rắc luôn anh em. Ông kêu một combo tôi mới đúp một cái là đâu uy đâu. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Nhớ like và subscribe kênh YouTube nha, cảm ơn mọi người.